Hello, xin chào cả nhà. Lời đầu tiên cho phép Lê Tuấn xin chúc cả nhà chúng ta một lời chúc sức khỏe và một lời chào tràn đầy phúc trong thời gian vừa qua. Cũng được sự đóng góp theo dõi nhiệt tình của các quý vị cũng như tất cả nhà chúng ta đã theo dõi kênh Chọi Trâu Bình Phước. Thì hôm nay đây thì Lê Tuấn lên một video và trước mắt chúng ta là một siêu phẩm của một người em ở Nghệ An đưa lên một video gửi qua kênh của Chọi Trâu Bình Phước cũng như Chọi Trâu ông Tuấn 65, hai kênh. Thì đưa lên chúng ta một siêu phẩm, tức là ông Minh Đen. Với một bản chất hung hăng và mang một trên người, một thể hình, tức là rất vạm vỡ. Thì ông Minh Đen này, tức là hiện bây giờ đang tọa lạc tại Nghệ An, Đô Lương Nghệ An. Thì người em là người chủ của ông Tô Minh này có nói là bởi vì sở trường thích trâu chọi cho nên nuôi ông trâu này từ lúc nhỏ, và đến bây giờ thì ông trâu Minh này đã đủ răng, đã đủ, và với vóc dáng thì đo thì chiều dài là 2m44, chiều vanh ngực là 2m42 và chiều cao là 1m6. Với vanh sừng thì sừng này đã được coi như là lai qua sừng của trâu Việt, phần chủng trâu Việt chứ không phải là trâu Miên. Đấy. Thì vòng chốt của chốt bên này là 60 và vanh giữa là 80. Mắt lồi tinh nhanh. Đấy, một xoáy mặt đẹp, hai xoáy trước đúng, hai xoáy sau trượt. Và mắt ốc nhồi, sừng gốc tre, lông cước, lông sư tử, và chân, voi, móng sò, lông da đen. Với một vóc dáng và chiều cao thể hình như thế này thì chú em bảo là cũng nhiều người rất trầm trồ, và cũng lại trả nhưng cái giá thì nói chung chưa được phù hợp. Cho nên chú em có nói ngắn qua kênh của ông Tuấn 65 và kênh Bình Phước là gửi lên kênh xem ông chủ nào thích trâu chọi thì chú em sẽ nhượng lại. Bởi vì ông trâu này chú em chăm từ lúc nhỏ đến giờ, cho nên là để biết được cái tính cách của con trâu này thì chú em rất hiểu. Đấy, thì số điện thoại của chú em thì mình sẽ đưa vào trong chỗ tiêu đề để cho cả nhà chúng ta biết luôn, để gọi điện thoại qua chỗ chú em cô chủ trâu này. Đấy. Và riêng ông trâu này thì mình thì nhận xét, tức là theo bản năng và bản tính của mình thì thực tế là trong thời gian vừa qua trâu Miên là những trâu của Malaysia lai trong rừng, thuần chủng ở tại Việt Nam thì cũng có nhưng mà rất ít. Nhưng vừa rồi thì chú em có thấy con trâu số 08 đánh ở Hải Lưu đã vô địch, cho nên chú em rất thích, chú em cũng chăm ông trâu này. Đấy, thì gửi qua kênh, rất mong cả nhà chúng ta là ưa thích thì chú em nhớ lại ông trâu này. Đấy, như trong hình luôn. Đấy, số điện thoại 0394 326 198, 0394 326 198. Rất mong cả nhà chúng ta ông chủ nào thích nha, mà xem trên hai kênh, kênh ông Tuấn 65 và kênh Bình Phước, thì mong cả nhà chúng ta sẽ chiêm ngưỡng ông trâu này. Vì nói về trâu Minh thì nói chung thì năm vừa rồi thì chọi trâu Hải Lựu đấy là ông số 8 Minh Đen vô địch, và ông Minh Đen đã từng 2 năm sống ở Bình Phước và đã từng đánh 7 trận, giao chiến 7 trận, trong đó thắng 4 trận, về 2 trận đấy, và mà 1 trận thua. Thì đến khi về Hải Lựu năm vừa rồi 2023 thì đã vô địch. Đó là một kỳ tích của Minh Đen. Thì qua kênh, nếu về Minh Đen thì